Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 2023. Đầu tháng 4 mà lượng xe về cũng khá là dồi dào và khá là nhiều, các bạn thấy không? Fortuner Sport 2016 mới 50 mấy ngàn cây. Innova, xe của gia đình xài 2019 mới 40 ngàn cây số, số sàn 2019. Camry 2018 số tự động 2018 bản Q 2.5Q 44.000 cây số mới toanh, biển số 06 đầu. Cross 2020 máy xăng full chỉ có hơn 700. CRV đặc biệt mới 70.000 cây số 2013 2.4 giá cũng rất là mềm hơn 500. Và HRV 2021 19.000 cây số. Phía sau lưng có Rus 2020, Fortuner 2022 và Fortuner 2019 nữa, rất nhiều xe và toàn là những xe chưa lên sóng lần nào. Các bạn hãy đi cùng với Hiền để xem chiếc nào phù hợp với các bạn và giá cả ra sao ha. Đầu tiên đây là một bạn HRV 2021 mới 19.000 cây, điện tĩnh ha, HRV bản G, một chiếc xe 5 chỗ gần cao khá là đẹp. Cho em coi lý sơ cái máy này. Ồ, máy khá là đẹp đây. Honda HRV. Máy sáng trong à. Xe này còn bảo hành nha, mới 19.000 cây số. Và giá chỉ có 650 triệu HRV. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. HRV cái cửa mở phía sau rất đẹp, các bạn nằm ở phía trên đây. Nó khác ha, nó có một cái cách điệu. Và đây là nội thất. Nội thất màu da này thì các bạn có thể sẵn sàng thay đổi được màu da dễ dàng ha, không có gì khó khăn. Đây. Đây là nội thất. Bạn thích đổi màu da lại theo ý mình cũng dễ thôi. HRV ha, rộng rãi, cao ráo. Vỏ sữa cua chưa lăn này. Nếu bạn đi ra hoặc là ra rít thì đây là một lựa chọn để cho các bạn chọn lựa, khá là đẹp. Gầm đi. Xe còn bảo hành ha. Đó, rất đẹp. Rồi, tiếp theo đây sẽ là một bạn Honda CR-V. Honda CR-V, bạn này rất đặc biệt. Honda CR-V nhé. Màu xanh rất là dễ thương ha. Và đặc biệt là mới 70.000 cây số 2.4 2013. Đèn còn tươi trong rồi. Cho em coi cái máy xíu đi chị Nguyễn ơi. Bốn vỏ mới này. 70.000 cây, biển số Sài Gòn. Xe chưa rửa máy này nhưng mà máy rất đẹp. Ốc cabo còn zin này, chưa tháo mở nhé. Còn hơi dơ ha. Honda CR-V. Đèn đẹp. Nội thất này. Sinh rúp này ha, cửa sổ trời. 70.000 cây số là chiếc xe đẹp lắm, các bạn nhìn này. Tốc lô đi ha. 2.4 thì máy mạnh mẽ. Vỏ mới nè, bốn vỏ mới ha. Biển số Sài Gòn. Xe một đời chủ nha. Ui đây vỏ, vỏ cũng khá là cao. Dơ thôi, chưa rửa. Xe còn rất là đẹp, rất là chất. Có sinh rất đầy đủ. Tuy có 550 triệu. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao 2.4. Rất đẹp ha. Tiếp theo đây là bạn Cross. Cross 2020
cuối 2020 màu trắng, bản xăng full. Số tỉnh ha, bạn nào ở tỉnh thì tốn khoảng 10 triệu xăng tên. Giá 760 triệu, Cross Toyota xăng full. Cross thì tiêu hao nhiên liệu ít lắm, chỉ có 7 lít 3 đường hỗn hợp và 6 lít đường trường, rất đẹp. Nội thất màu nâu, máy xăng full. Cửa sổ trời này, số tự động ha. Đây, 60.000 cây số nha. Toyota Cross, máy xăng, bản full 1.8V là bản full này. À, xe này có cấp điện luôn. Xe này đã gắn trang bị thêm cấp điện này. Bỏ sức cua chưa lăn. Đây, bỏ sức cua chưa chạm đất nha. Rất đẹp. Đây, chạy kỹ. Đây có cấp điện này, trang bị thêm cấp điện nữa ha. Bình thường thì kể cả xăng điện đều không có cấp điện, cái này trang bị thêm cấp điện. Giá bằng này 760 triệu. Ở tỉnh thì các bạn chỉ tốn thêm 10 triệu tiền xăng tên thôi, 770 bao xăng tên. Keo chỉ zin hết, nói chung là chất xe đẹp. Màn hình này là trang bị màn hình mới này. Và máy đây. Xe này vẫn còn bảo hành 1 năm. Bảo hành chính hãng Toyota 1 năm nha. Ốc cabo. Trắng rất là lịch lãm ha. Camera sensor cảnh báo lịch làng rồi, an toàn chủ động phía trước sensor. Một cái xe mà đầy đủ option của Toyota. Rất tiết kiệm nhiên liệu nha. 760 triệu Cross 2020 cuối 20. Đó, bản xăng full. Và đây là một bản Camry cũng mới về. Đây, mình nhiều Camry quá nên là mình khi mình phải để biển số sau để các bạn biết. Hôm qua mình quay là 38 đuôi ha, hai lần 38 và đây là 06 đuôi nha. Để các bạn nói là xong. Mình rất là nhiều xe nha, là biển số khác nhau. 2.5Q 2018 44.000 cây số. Xe chưa rửa nè, các bạn nhìn vỏ hôm qua mới nè. 2018 đây. 795 triệu 44.000 cây số. Xe này nước sơn zin còn 98%, bảo dưỡng chính hãng. Đây, ghế sau rất là VIP ha. Hôm qua mình mới bán một xe của Camry, bán về Bình Phước. Đây, 2.5Q. Coi vỏ sơ cua này. Vỏ sơ cua. Ui, vỏ sơ cua đẹp quá ha. Mới nguyên. Con đội đây. Mâm vỏ này rất đẹp. Bỏ cái cabo giùm đi. Chỉnh điện, tắp lo. Camry 2.5Q 2018 nha. Ha, xe này ít chạy lên là các chú chuột cũng có làm cái này nó hơi tan. Carbon. 44.000 km.
chưa dọn dẹp chứ dọn lên đẹp. Rồi 795 triệu 2018, 44.000 cây số. Đây là một bà Innova 2019, khách cũng mới lấy sáng nay, đổi Sorento, xe của một doanh nghiệp đi, 40.000 cây số 2019. Một đời chủ. Ủa? 40.500 km ha, có màn hình đầy đủ. 595 triệu, vô lăng tần số. Tiêu hao của Innova là 9.7 lít đường hỗn hợp và 8.1 lít đường trường. Các chị xem hết 2019 nha. Chưa rửa mà gầm đẹp á. Của một doanh nghiệp. Đổi chiếc Sorento máy xăng 2022 ha. Nhưng các bạn yên tâm, xe không có chạy dịch vụ, không kinh doanh gì đó, rất đẹp. 595 triệu. Ở thời điểm này bên mình cũng đang thu mua xe rất là mạnh. Các bạn có xe đẹp, nhất là những chiếc xe cọp hoặc xe đẹp, các bạn cứ phone cho Hiền ha. Bảo đảm với các bạn là giá về dòng Toyota là mình cũng khá là cạnh tranh cho các bạn. Những xe này là đều, những xe mình vừa quay đều góp được hết. Các bạn chỉ cần 40% là có thể lấy xe ha. Nên là cái vấn đề tài chính các bạn không phải lo. Rất là linh động, rất là nhiều phương án, và mình đưa ra rất là nhiều cái phương án khác nhau để các bạn có thể mua được xe, trao đổi xe, trả góp, trả thẳng, rồi góp ít góp nhiều, nói chung có nhiều phương án. 595 triệu 2019, 40.000 cây số nha. Và đây Innova Fortuner Sportivo ở Sài Gòn, một đời chủ ha, 2016, 59.000 cây số, 650 triệu, phiên bản Sportivo. Xe chưa dọn nữa, còn một vài vết trầy ở đây. Xe này mà dọn lên là đẹp lắm. Xe mộc mới về ha. Sportivo 59.000 cây số. Một đời chủ ha. Xe này còn mới vừa đi giải chấp vào ngân hàng ra. Lý lịch test thoải mái ha. Chào chị Duyên. Giá bạn này là 650 triệu Sportivo phiên bản thể thao. Keo chỉ riêng hết nha, đèn cho sáng trong. 59.000 cây số. Xe chưa rửa chưa vệ sinh. Rồi. 650 triệu. Đây là một bạn Innova 2017 biển Sài Gòn, 70.000 cây số. 495 triệu, 70.000 cây nha. Xe này về dọn sơ sơ tí thôi, rất là đẹp. À, nhìn ghế để zin theo xe một lần này. Vẫn còn ha. Tắp lo.
bảy đúng chất 70.000 cây số. Khách này là đổi xe CRV 2019. Ở mình khách hàng thích lên đổi xe, khách hàng quen biết á, đã từng mua xe của bên đây rất là nhiều lần nên là rất thích lên đổi xe ở bên đây. Rất là dễ, nhiều phương án. Thôi khỏi được rồi chị, để em quay phía trước đi. Nhiều xe quá, quay được kịp thời gian nữa. Innova 2017 biển số Sài Gòn ha, 495 70.000 cây số. Ngoài đây có một bạn Innova, bạn nào ít tiền có 300 mấy nè. Có một Innova 2015 380 triệu nha. 2015 biển Sài Gòn. Xe này các bạn chỉ cần đưa 300 có thể lấy xe ngay trả góp được nè. Đó, trang bị đủ đồ. Xe mới lấy còn chật chội quá, chưa có quay được. Cái này xe nào đấy? Khá là nhiều xe. Rồi vào đây chúng ta còn mấy xe nữa để các bạn chọn. Fortuner 2019 70.000 cây, 870 triệu 2019 này. Xe này cũng mới về. Biển 63. Ai ở 63 mua xe này hỏi sang tên, hỏi rút hồ sơ. Mới về 2019 nha, 70.000 cây, giá chỉ có 870 triệu thôi. Máy xăng số tự động, nhập khẩu Indo. Đi mấy chiếc xe này quá là sung sướng ha các bạn. Bền bỉ. 10 lít. Một chiếc xe to như thế này có 10 lít 7. Đường hỗn hợp Sài Gòn 9-1 đường trường, không hao xăng. Màu bạc ha. Xăng 2017 các bạn mua cũng đã 700 mấy rồi, không mình bán là 750. 2017 tùy theo chất ha. 2018 800, 2019 870. Đời xe. Xe này giữ bản nguyên bản zin này. Hộp số. Chạy ít mới 70.000 cây số ha. Máy đi. Liếc nhìn cái máy. Toyota các bạn thấy không, đi 70.000 cái nhìn cái máy rất là đẹp. Và bền lắm. Tại vì nó không có gì để hư, xài cơ là chủ yếu. Mới xe cũ thì càng ít đồ chơi càng tốt nha các bạn, càng đỡ phải sửa chữa. 870 triệu. Và bên đây là một bạn Fortuner 2022 máy xăng 16.000 cây. Máy xăng 2022 16.000, 1 tỷ lẻ 10 triệu. Máy xăng mẫu mới này, mâm mới này 16.000, đèn mới này. Xe nhập khẩu Indo ha. Autona máy xăng 2022 mới có 16.000 cây số. Hai ghế điện. Cấp điện rồi, mẫu mới thì là cấp điện nha. Khác với lại mẫu 20-21. Cái này cấp điện zin luôn. 22 là có cấp điện zin. Xin chỉ lăn xe nhập. Máy này, xe này còn bảo hành tới 2025. Đi thoải mái ha. Các bạn có xe vừa tiền cứ lên đổi. Mình trải nghiệm nhiều dòng xe. Và thực ra chính các bạn trải nghiệm mà đổi xe như vậy, các bạn không có lỗ nhiều. Xài hoài một xe chính ra lại cái tiền chi phí lỗ theo thời gian nó lại nhiều hơn. Fortuner máy xăng đi rất tuyệt vời, 1 tỷ lẻ 10 triệu. Và đây là Rus 2020 570 triệu, màu đỏ, 35.000 cây.
cũng yên tĩnh ha. Rút 7 chỗ. Toyota Rút dạng nhỏ 5 chỗ gầm cao, 7 chỗ gầm cao. Nhỏ gọn và xinh, rất tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra trong đây còn khá là nhiều xe nha các bạn. Cross xăng điện nè. Rồi Cross 2022. Xếp 5 và một loạt Fortuner ở dưới đây. Rất nhiều lựa chọn cho các bạn. Đây. Fortuner đủ các loại nằm ở dưới đây, nhưng mà những bạn này lên sóng rồi thì mình không quay lại. Mình chỉ quay ngày hôm nay những xe chưa lên sóng. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình đang quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Số điện thoại là 0908 666 999 0903, 72 73 75. Ở dưới quốc lộ chi nhánh Thủ Đức của mình khá là nhiều xe. 806 quốc lộ 13. Ở dưới hôm nay cũng về một loạt xe mới nhiều lắm. Các bạn tham khảo ở dưới ha. Số điện thoại là 0908 666 999 0903, 72 73 75. Và dưới quốc lộ là 0901 777 888, anh Thọ nhé. Tạm biệt các bạn và đừng quên đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Sẽ có những chiếc xe đẹp hơn chờ đón các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.